Rồi bây giờ vô xem. Good evening, Mr. Ethan Kelly. And good evening, xin chào em. Đầu tiên là Ethan Kelly, không phải là Kelly nha. Thầy đã nói trong cái video về phát âm Kelly, 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 để cái lưỡi giữa hai cái răng, không phải Elly, mà lại Elly, 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 không phải Elly nha mọi người. Xem đi, Kelly, like, light, listen, không phải Kelly, nhưng lại là Kelly. Ok, let's go. Other people, my name is. Cái nữa là em mới nói xin chào Ethan Kelly và others people. Không, others là số nhiều, others là số nhiều, other là số ít. Nhưng nói cái câu other people á, thì đừng có nói cái chữ S, ok? Cái chữ S, cuối cùng cái từ others á, mình đừng có nói, mình nói other people, ok? Other people, không phải là others people. Đó là số nhiều á, thì ok, cũng nhiều người nghĩ là nói như vậy là đúng á, nhưng mà không có đúng đâu. Bởi vì sao? Bởi vì tiếng Anh ngao quá như thầy Ethan á. Ok, other people mới đúng á. Rồi nghe tiếp. Thu Hằng, I'm living Quảng Ninh province. What do you do on a rainy day? About me. What do you do on a rainy day? Đó thì gọi là rhetorical question, là ý là em đang hỏi các bạn là ngày mưa thì bạn thích làm cái gì? Đó, không cần trả lời, bởi vì mình biết là em sẽ nói tiếp đấy, ok? Nhưng mà cái đó mình thấy rất là hay, cho em 10 điểm luôn, bởi vì bằng tiếng Anh thì mình cũng có nhiều câu mình như vậy đó, là không cần người ta, nó đúng là câu hỏi nhưng mà không cần ai trả lời đó, đó hiểu không? Rồi để bây giờ nghe tiếp. I'm living Quảng Ninh province. What do you do on a rainy day? About me, I usually listen to the songs of the person I admire the most. His state. I usually listen to the songs of the person I admire the most. Cái sentence structure của em thì cũng quá hay. Có thể là em đã viết trước rồi đọc lại đúng không? Bởi vì mình nghe cái chất giọng của em thì hơi như là em mới bắt đầu nói tiếng Anh đó, hay là em không có học được quá lâu đó, nhưng mà cái sentence structure quá là chuẩn đó, cho 10 điểm luôn. Ok, nghe tiếp đấy. His name is Avicii. He's Avicii. Known as a DJ, hey. Music producer and composer. He has blue eyes, a high nose, thin lips, and fair skin. Ok, cái âm S của em á, cái phát âm đó này quá hay. Cái âm T, told, tell, time cũng ok, 9 điểm rồi đó. Mấy cái phát âm mà khó thì em nói cũng được đấy, cũng ok. When standing on the stage, he always wears a black top, which obscures his short brown hair. He often wears a t-shirt, jeans, and a pair of sneakers during performing. That's a simple man. I'm a. Cái sentence structure thì quá là chuẩn đó, nhưng mà cái nhấn trọng âm, cái sentence stress đó, từng từ á là hơi sai một chút. Để nghe một câu, lấy ví dụ này. Attracted to his bright smile and his talent, the positive lyrics from his songs have been my living inspiration for the past 6 years. Unfortunately, he's gone when he was 28 years old. Cái đó, em nói unfortunately, he was gone đó. Em nói quá hay đó, quá tốt. Ok, unfortunately, rồi pause một giây, rồi nói lại. Đó, quá hay. Nhưng cái câu này em nói he was gone, he's gone when he was 28.
Em nói là ông Avicii đã chết lúc 28 tuổi đó, mà bởi vì nó ở trong quá khứ đó nên em nói he was gone, bởi vì thời ấy đã qua rồi, không phải là bây giờ, không phải là tương lai mà là quá khứ đó. Thì em đã nói he's gone when he was 28 thì không đúng. He was gone when he was 28 thì mới đúng đó, bởi vì cái từ was cho cái câu có nghĩa là nó đang ở quá khứ đó, in the past. Ok, để nghe tiếp. However, the wonderful things he did still live on. The name of his song that I love the most is The Night. You can try to listen to it. And that's... Cái đó, you can try to listen to it. Em nói như là coi dầu sắc không? Cái uptone đó, you can listen to it. Thì mình nghe hơi sai. You can listen to it. You can listen to it. À, em nói như thế này nè, không phải là you can listen to it. Đó, ok, em hiểu anh nói gì không? Song Avicii sang, one day you will leave this world behind, so live a life you will remember. Đúng, đúng. Ok, cảm ơn em rất 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 nhiều. Cảm ơn em nhiều ha. Ok, trong series này mình đã có 5 người tham gia rồi đó. Và 5 người cũng thay cảm ơn 5 người rất nhiều nha. Bởi vì nếu mà thay biết là mình rất là ngại, không muốn lên video, và mình cũng sợ người ta sẽ nói gì xấu mình đó. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ như vậy nha. Ai mà mới học tiếng Anh á, ai mà đang học một cái gì đó mà có người ta cười mình hoặc là có người ta nói xấu mình đó, thì đừng bao giờ nghe luôn. Ok, đó, nếu mà có bao giờ thấy một người mà thành công á nói gì xấu mình không? Không bao giờ luôn. Đó, người mà thành công á không bao giờ nói xấu người ta. Đó, người ngu mới nói vậy đó. Anh em cứ luôn nhớ vậy nha. Ok. Rồi lúc đầu á em nói là cái rhetorical question, on a rainy day, what do we like to do? About me, đó, em nói là about me, có nghĩa là theo em á, nhưng mà cái đó thì không có đúng. Nói cho nó đúng 100% thì nói như thế này, nói như là if you ask me, I would listen to music from my favorite singer. Đó, if you ask me, thì đó mình thấy hay hơn. About me thì có thể người ta sẽ hiểu ra, nhưng mà nó không có đúng. Ok, góp ý một chút thôi. Và để thay nói về phát âm của em nói hơi chậm bởi vì em đang đọc một cái gì đó, đúng không? Và em không phải là người bản xứ đó. Em nói chung là em nói quá hay, nhưng mà mình có thể biết là em mới học tiếng Anh thôi. Nhưng mấy cái phát âm đó, bởi vì em đang nói chậm và em đang tập trung, đang suy nghĩ lúc mà em đang nói, thì em đã nói quá hay, quá chuột. Mấy cái phát âm mà khó nhất là ví dụ như là S, sausage, silly, stupid, đó em nói quá hay. Còn T, time, Timmy, tail, em nói quá hay nữa. Chỉ là cái âm em nói hơi không đúng, hơi dài đó. Ok, em nhớ không phải cái âm đó, không phải là L, không phải, nhưng lại là không phải L mà lại là để cái lưỡi giữa hai cái răng này. Ethan Kelly, light, listen, blizzard, listen. Đó, nhưng mà nói chung á là quá hay. Và thay lại cảm ơn em một lần nữa nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem series này. Và tiếp theo mình sẽ bắt đầu một series khác nữa. Ok, mong mọi người thích, chia sẻ, like, comment. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ luôn.